nguội ha, nó thơm chịu không nổi luôn á. Nhất là cái sốt nướng cái này nè, nó thơm mùi mật ong cả nhà. Ừ. Còn cái này thì nó thơm mùi phô mai với trứng muối. Ta nói má ơi thơm. Vô hình. Đây nè. Nghe cái mùi chấm gì nè cả nhà. Nghe mùi gì? Nghe cái mùi sữa, không đường á, sữa Vinamilk. Lõi thăn vai bò nhập khẩu 500.000 ba miếng. Mình chỉ ướp lại cái nước sốt này thôi nha cả nhà. Nước này là mình chế nước lã vô cả nhà. Mình chế nước lã vô để mình chén cái đó. Bây giờ mình sẽ cho vô đây là bột năng nha. Mình cho cái đó nó sánh rồi. Mình sẽ cho phô mai vô. Nó cũng sánh sánh như vậy. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thần Mập Food của hai vợ chồng nhà Mập nha. Hôm nay thì hai vợ chồng sẽ ăn bò nướng với lại sốt phô mai trứng muối nha cả nhà. Ở đây là bò nè cả nhà, hơn 1 kg bò luôn á, rất là nhiều luôn. Còn ở đây thì đó là sốt phô mai trứng muối với Kim làm đó cả nhà. Rồi thì ăn chung với lại kim chi, bánh mì, nấm kim châm, salad với leo. Mời cả nhà cùng ăn. Rồi. Đây bây giờ sẽ nướng nha cả nhà. Quên. Phải cầm lên cái đi. Bây giờ hai đứa mình sẽ bắt đầu nướng. Cái này nè cả nhà. Thì Mập với Kim đi ăn á, cũng thấy người ta để cái thố nước sốt lên vậy đó, để cho nóng nước sốt lên á, nên bắt trước làm đi chang luôn vậy đó. Xong cho anh mượn cái gắp nha. À, cho anh cái cùi đó đi. Anh phát ăn cái cùi đó. Này em nướng cho. Nhưng mà ăn ngoài tiệm á cả nhà thì người ta sẽ nướng bằng than á. Nhưng mà bây giờ thì hôi than lắm nên là nướng bằng cái này luôn. Nó cho nó áp đều hai mặt xong cái mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra.
quá, sao 7749 lần trở qua trở lại thì nó đã chín rồi cả nhà ơi. Cái bò thì nó chín sơ sơ thôi là mình cũng ăn được rồi cả nhà. Đó. Mà cái mũi ha nó thơm chịu không nổi luôn á. Nhất là cái sốt nướng cái này nè nó thơm mùi mật ong cả nhà, còn cái này thì nó thơm mùi phô mai trứng muối. Nó má ơi thơm. Cái này thì mình thấy nó hơi ngọt nên mới bỏ một tí muối vô. Nên là phải quậy lên. Mời cả nhà với bé Kim ăn với mập nha. Rồi có bánh mì đó này cả nhà. Bánh mì đâu? Nè. Bánh mì chứ không phải là bé bánh mì. Cái sốt này hả, ăn vô thì đây nè. Nghe cái mùi chấm gì nè cả nhà. Nghe mùi gì? Nghe cái mùi sữa không đường á, sữa Vinamilk. Nó béo. Anh nghĩ em cho thêm muối đi. Nhưng mà chưa chắc nó mặn đâu. Công nhận lần đầu tiên làm cái món này nè. Ở nhà bà kia em làm nước súp khéo ghê ta. Cả nhà ơi, nếu như mà cả nhà có muốn ăn cái này á thì cả nhà làm giống như mình á. Thì y chang mà tại món. Ngon thiệt á. Nó thịt bò nữa nè. Nó ngọt ngọt. Nó thơm, xong cái sốt ướp á nó thơm mùi mật ong hết cả nhà. Rồi nó có mùi cái gia vị nữa. Rồi. Thôi tắt nha. Nó khét nè. Mà mình chấm vô này nó béo béo quá nha. Anh thấy nó mặn không? Anh mới gắp muối hơi nhiều. Anh lấy được kim chi không? Chắc không. Đến nè. Mình sẽ ăn thử với một miếng bánh mì. Mì mình chấm với cái này luôn ha. Nước sốt luôn. Ngon quá. Cái mì giòn ha. Trời, kẹp với thịt là dữ ha. Bò nó có cái lớp gân nữa nè. Nên ăn nó cái mấy chỗ lớp gân. Dạ. Trời mày chó dữ rồi. Chó nó sổ dữ. Mà cả nhà biết không, mỗi lần mà hai đứa đi ăn cái này là sẽ kêu thêm một cái hũ này để chấm. Nhưng tại vì cái hũ ngoài đó nhỏ xíu à. Chứ không bự gì. Quá ngon. Bò này mập bồ bốp cả nhà. Thăng bổ. Bốn trăm mấy ký á.
Dã man thiệt chứ. Lắm rồi. Ngon. Nó sót. Nó khét. Đã. Một cái mặn, một cái ngọt. Mà nó kết hợp với nhau cái nè. Bánh mì á, mình chấm sốt nó cũng ngon hết nè. Nó không bị ngán nữa ha. Em nghĩ là nó sẽ ngán vậy lắm. Có này cục dâm. Chứ bò nó mềm lắm cái nhà. Ủa nó nóng nè, dưới nó nóng nè mấy Kim ơi. Nấm kim châm. Kim châm ăn với lại kim chi. Để vào gió nó chuyển sang màu đen rồi. Bò này á, hoặc mua ở cửa hàng đàng hoàng nha cả nhà. Nhưng mà bò Úc, bò Mỹ rồi là chỉ có hàng đông lạnh thôi. Hồi nãy con bé đứng bán á, nó giới thiệu anh
một ký bò gì á, kêu là thăn thăn dai á, là cái gì hả, thịt cái gì đó mà nó giống như trang, nhìn y chang bò Cô Bê vậy đó, mà có 800 mấy à. Cái anh nói còn nào rẻ hơn không, có 800 mấy mà còn nào rẻ hơn không. Cái mới giới thiệu này nhưng mà nó là bò gì, thì nó cũng bò Úc, bò Mỹ gì á, nhưng mà ý là cái đó là thịt với mỡ nó sẽ mềm hơn. Con này thì nó cũng nó mềm nhưng mà nó có gân, nó kiểu như bò thượng hạng. Là như 1,2 kg, một bịch 400 hơn 400 gram. Nãy được mấy miếng, 6 miếng không? Thường thường á, nạp cái chim ăn một miếng là cũng 200 mấy đó nha. Cũng không có rẻ đâu nha. Chưa không cho ăn miếng nữa. Ăn hết rồi. Ngon. Ôi, khói nào đó nha. Xuất sắc. Hôm qua hai đứa nói quá trời, hôm nay tập trung ăn không nói chứ. Ngọt. Nãy giờ ăn á, cái anh thấy là cái bò này nếu mà mình không chấm với cái này á, mình ăn cũng ngon nữa cả nhà, nhưng mà nó không có béo. Thịt một miếng kim chi ha. Tự nhiên em nhai bò tí mà ngủ quá. Quá xuất sắc cả nhà. Còn miếng cuối cùng.
Rồi sớm ăn đi. No đó. Để tiếp tục ngồi chơi nha. Ấm ấm kim châm luôn hả? Còn miếng nước kim châm. Tại vì em cũng chưa ăn. Ngọt. Cái Kì vậy? Tưởng nó bị chua chứ. Nước kim châm mà chua gì? Cái gì nào? Cái nước hả? Cái gì hả? Nấm kim châm chứ không phải là kim chi à. Ngọt không? Ngọt. Có ngày mà cứ nhắm tới kim chi của mình mới che chua rồi không mà. Thật chứ. Nói hơi nặng tí là nước âm tay áo. Nặng quá không? Nặng không? Nó chơi đúng vậy. Bắt đầu ngán cái sốt này. Ngon không? Ngán nhưng mà bò chưa ngán. Có nó sốt cái nè, nó béo của trứng muối với lại sữa, mình thêm phô mai nữa. Nhưng mà được cái làm trứng muối với phô mai á, nó sẽ có cái hậu mặn mặn nữa nha. Rồi thêm cái hậu mặn của hồi nãy mập lỡ tay nó. Nó kèm lại được cái vị béo của mấy cái kia lại. Mệt mỏi lắm hả? Em đang định nói với cả nhà là cả nhà ơi, hôm mình đang rất là buồn ngủ. Xong cái mình nhớ lại là lên clip phải mang năng lượng tích cực, nên là mình không nói ra. Thật sự là bây giờ đang ngắt ngán cái này nhưng mà nó cuốn quá phải chấm nó nữa nha. Còn miếng cuối cùng không chấm. Đúng không? Đứng. Cả nhà ơi, thì hai đứa cũng đã ăn xong rồi. Hai đứa cảm ơn cả nhà đã xem hết clip của hai đứa nha. Thì hai đứa xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp cả nhà vào ngày mai. Bye bye.